Tại vì tôi bên Mỹ nè, mà nói thiệt tôi không có biết xài giá lô gì hết. Tức mình quá, tôi đi mua thẻ 30 bạc rồi tôi gọi là nó thiệt, trời ơi cái con mẹ đó bây giờ nó thiệt cho đem đi con xấu mẹ đi, nó thiệt nó lóc thịt mẹ đi, nó thiệt con đồng bà gì mà quá trời luôn. Mấy cái ông tôi chưa có thấy cái mặt của cái ông đó, mà tôi nghe tôi thấy là 10 người hàng xóm đó, ví dụ như giờ bây giờ 10 người đi là có thể là 8 người người ta thương nhỏ, mà cũng có 2 người ta ghét học. Mà cái này 10 người mà ta điều thương, mà đứa con nít nó còn khóc học nữa là coi như là 11 người nó không hết. Không có ai mà nói cái tiếng mà nói mà ổng người ta không thương ổng. Còn bả là 10 người không có ai nói mà tiếng thương bả người. Á trời mà thì cái trời ổng, tôi chưa có thấy ổng, chưa có thấy cái mặt ổng á. Điều tôi nghe kể lại thấy chỉnh sớm rồi làm gì mà cái con đó con gái nó quý xứng mới 12 tuổi. Quỷ ma chứ bây giờ nghe tôi nói với chú này nó thiệt, nếu mà xây xịn rồi chú mà có gia đình rồi thì chú cũng hiểu cũng biết đi. Xây xịn rồi thì lấy cường cẩu khóc nó còn chưa có lên cái nó thiệt luôn á. Rồi xây xịn cũng chết rồi, bây giờ nó thiệt cho người ta có đặt đầu mình chết mình cũng phải chịu, nó chứ có làm gì được đâu mà nằm đó thì cũng như chết rồi, chứ phải là ổng mà còn cũng như là mạnh khỏe gì ta mà đừng có xây xỉn đó thì cái đó mình không nói. Còn cái này một người là nói ổng là coi như là không có không chồng gái không chồng bằng bà giá, chỉ có rượu thôi à. Mà nên trời đáng thương ổng đó mẹ, tôi chưa có thấy mặt chưa có thấy hình của ổng mà điều mình nghe nói mình đáng thương ổng mà nó sẽ những cái bà này là một cái quái nè, bà khóc cái nước mắt bà là nước mắt cái xấu rồi mà khóc cho cộng đồng cho tiền bà chứ không có cộng đồng nào mà tôi sẽ nhận con mắt đâu mà cho bà tiền. Chắc bà thấy ví dụ có con bé 13 tuổi có bầu ta cho tiền nhiều quá rồi bà mới dựng cái câu chuyện đó lên, mà bà không có nghĩ rằng cái câu chuyện đó mà nó lớn lao nó độc ác gì đâu, phải thiệt chứ. Bà bây giờ bà quá hết trời, còn con nhỏ quỷ con nhỏ nhỏ bà nó dòm con cái luôn, hỏi nó mà nó trả lời mà nó dòm con mắt nó dòm lên bà cái là nó lập tức nó không trả lời. Bây giờ mình nói ví dụ cái con nhỏ đó mà nó đi chơi với bồn nó, mà nó đi về rồi bả nói nó đi về máu me tùm lum, à bây giờ bắt ổng đi, ví dụ như bây giờ bắt ổng đi, nghe ở trong nói là ổng bắt ổng là ổng còn ngủ mà phải vô thử hơn, ví dụ như bây giờ trong mình nó máu me tùm lum thì ổng về đó ổng thay đổi mà cũng là chắc là vô đi, mà ở trong cái buồng đó cái quần áo ổng ví dụ như nó có dính máu không, con nhỏ nhưng mà mặt biển hơn nữa thiệt, cái nó mới bị thằng bồ nó mà ngủ nó rồi về đây cái ông này ông ngủ nó làm sao nữa mà nó chịu nổi, nó thiệt chứ thấy tức mà 25-30 tuổi mà chịu không nổi chứ đừng có nói 13-12 tuổi nó là quỷ quái rồi, nó thiệt chứ. Trời ơi thì mà tôi nghe mình nó thiệt chứ tôi đâu có biết lên cái toàn bút tôi lên cái gì đâu, tôi qua nhà con chơi đó rồi ngồi mấy đứa đang mở ra thì nó ăn đó rồi nó mở lên tôi coi tức quá tôi không biết làm sao. Gọi giá lô rồi tôi đi mua thẻ rồi tôi gọi nó trúng, nó thiệt á. Trời ơi bức xúc, tôi cũng cầu xin cho nó thiệt chứ cho nó vinh quang ra được cho ổng về đi, mà nó thiệt cái ổng mà có về được á hả, nó thiệt ổng quỳ ổng lại bả rồi ổng quỳ lại con bả ba lại đi rồi coi như là trả ơn trả nghĩa hồi đó giờ ổng sống đó, mẹ ổng về ổng sống với bà già, ổng đi bà già ổng 90 tuổi rồi chứ đừng có ở lại với bả, đừng có ở chung với con nữa, ở chung con mới mốt nó nói ổng lấy cửa ổng nó thiệt á. Có xem cái vụ bé Thảo ở Trà Vinh không? Có, tôi có coi vụ bé Thảo, mà bây giờ ví dụ như con bé Thảo ra đi để tôi nói cho chú nghe, đàn ông á là coi như không có gần bằng đàn bà ha. Chú bé Thảo là nó bị ông ngoại nó giúp dâm mà nó nhỏ như nó không có tiền, không cho nó, không dụ dỗ nó thì mà lại con đi ngọt mua quà rồi bảo cho nó hay con nít mà bây giờ nó lỡ nó mang bầu đi, mà từng có bây giờ là để thằng cha nó như bên nội nó, cái đó tôi nói thiệt nha, thằng cha nó từ đó tới giờ không có nuôi dưỡng gì với nó hết trơn á, bây giờ nghe được ba cái đồng tiền nó trở về nuôi với bà nội đó cũng chứ đừng có nói mẹ nó mỗi thằng chồng mỗi đứa con, mỗi thằng chồng mỗi đứa con, ba thằng chồng ba đứa con mà đều đã không đủ, chứ phải khi mà đẻ ra rồi ta bán với mày 1 triệu đứa kia 2 triệu người ta ăn á, cái đó mình chửi người ta, còn này người ta đi làm
giờ giờ ở nhà ôm ba bốn đứa con luôn đấy chị. Đi làm bà nhà bà ngoại ở nhà chữ đi làm mới có đồng tiền gửi về mới chăm sóc con được, chứ còn mà không đi làm nhà ôm ngoại lấy đâu ăn. Còn thằng cha nó hả, nó thiệt chứ, thôi ra rồi đó hả, là không có nuôi con, năm nay cũng mười mấy năm rồi không có nuôi con, bên nội có không đếm xỉa mấy con, bây giờ nghe nói tiền tiền đó, thế bây giờ mới về đi kiếm con nhìn con, nghe kể lại là nói là cái thằng cha đó là ngồi ăn cháo ăn bún gì đó có 10.000 đồng bạc thôi, mà con ngồi ăn đó nữa không mất tiền ra trả để cho con trả, mình trả 10.000 rồi đi chợ cái đó là đẹp chứ. Con người đó nó không có, ổng bây giờ ổng cái thằng đó giờ nó cũng hai ba đời vợ đi, mà bây giờ nó có nuôi được đứa con nào, nó có nuôi được vợ nào không? Rồi nói là mấy người mạnh thường quân đó để cho tiền nó cất nhà, rồi mình để nó đem con bé này về nuôi, nó nuôi gì nữa chừng nó ăn hết ba đồng tiền đó, nó tán tay chịu tỉnh, nó có nuôi đâu, còn mẹ người ta nuôi. Ví dụ bây giờ con bé đó còn cái thời gian dài lắm chứ không phải mà nói rồi, ví dụ trong vòng 2-3 tháng đó ở đâu, còn nó sanh đẻ có mẹ nó nuôi nè, mẹ nó khổ nè, đàn bà khổ nè, mẹ nó nuôi nó, vậy nó ôm đứa con đó nó nuôi nó, chắc mẹ vậy nó dục đi đâu đó, vậy nó ôm đứa con đó nó nuôi, rồi mẹ nó phải nuôi nó, phải nuôi đứa con đó nữa, nó cực khổ bao nhiêu nữa, cực khổ nhiều hơn cha nó. Cha nó chỉ giờ thấy tại mà muốn đem con nhỏ này về bển nên lặn lặn hưởng qua đồng tiền, ăn hết ba đồng tiền đó rồi bỏ nhỏ coi như là cuộc bơ mất nữa để cho mẹ nó nuôi. Bây giờ mình ví dụ như mạnh thường quân hay nhà hậu tâm đó có lòng coi như là giúp đỡ cho mẹ nó để mẹ nó nuôi nó, còn thời gian dài sau này còn em bé còn sau này dài nữa, chứ đâu phải nói bây giờ mình nó tranh ra cái cứ nó dục đâu dục hay gì, còn thời gian dài đó mình cuộc đời của nó một phần nó phải trẻ kéo dài, mẹ nó cũng phải lo cho nó, mẹ nó cũng phải cực khổ cho nó, chứ cha không có cực khổ đâu, đừng có nói tốt nó thiệt á. Đàn bà bây giờ tôi nói ví dụ thì chú cũng có gia đình hay là hay chưa có gì không biết ha, chứ bây giờ đàn bà mà có làm mình cái này xin lỗi nha, đàn bà có làm gái gì nữa cũng lấy đồng tiền về đâu, bán cái thân mình lấy đồng tiền về nuôi con, cái đàn ông nó không có bao giờ mà nó lấy tiền về nó nuôi con đâu, nên tiền đi cho người ta ăn có nói vậy đó. Đàn bà mình cực khổ lắm, không có bỏ con đâu, để tha là bỏ chồng chứ không bao giờ bỏ con, dầu nó có lỡ rồi mình cũng gán mà ôm bụng mà chịu, mình cũng biết cái đó xấu hổ rồi cũng ôm bụng mình chịu, mình cũng phải gán mình nuôi con mình chứ. Bây giờ ví dụ như nhỏ nó cũng khờ chết luôn, nó khờ hơn cái con nhỏ 12 tuổi này nè, nhỏ 12 tuổi này còn biết đấu đá với cái con nhỏ 13 tuổi này cũng biết, để nhỏ 13 tuổi này nó khờ lắm. Trời chứ trò coi mà mình cũng bất xúc nữa, nó thiệt chứ. Còn cái chú chủ chú chị ăn chủ gì đó ha, trời ơi trời đó thiệt, dầu có ví dụ như mà ổng có đi nữa cái tội ổng nó cũng đáng đành, mà không có nó quan nó tội cho ổng, ổng mang cái chuyện nhục nhã lên xuống cả cuộc đời ổng, mình đi xuống ba tách đất rồi nó cũng vẫn còn là mang, nó nói thiệt đó, mang cái xấu cái người ấy đi tới đâu ta không biết, nó nói trời ông già này nè, ổng ở con ổng mình định thành ra khổ nghiệp cho ổng, nó thiệt mẹ cái bà đàn bà này nó thiệt đem đi con cái xấu quá luôn cho lộ, chứ không có ai cho tiền đâu, nó khóc nước mắt xấu không tiền không thiếu, chồng mới bị bắt chưa gì hết, chứ đốt một đốt bò đốt quần đốt áo hết, nó không tiền đi thăm còn mặt cứ thở ra gầu ngủ là bị chết nữa chứ thiệt. Trời ơi trời, cái bà nó thiệt ai coi chậm chậm hết trơn á, chứ không có ai mà nói ừ trời tội nghiệp quá, bây giờ nó thiệt chứ ổng mà có ra tù rồi cổ cái áo tù nó đưa cho bà không cho bà vô đó, bà ngồi bà lột lịch cho bà biết đó. Bên đây tôi cũng mấy người nói trời ơi cũng cầu xin cho ơn chơi, ví dụ bây giờ coi như ban phước cho ổng đi cho cái lời con nhỏ đó nó khai cho mấy người mà bên công an gì đó, người ta coi như ta biết được rồi này kia, người ta giải quyết là thả cho ổng về tội nghiệp ổng, nó thiệt bởi vì trên cũ cái mấy chuyện lợi bắt ổng mà nghe nói nó lợi bắt ổng mà ổng bây giờ ổng đâu biết gì đâu, con ổng khai sao thì ổng chịu chỉ thôi, chứ ổng chỉ ngủ có biết mẹ nó thiệt. Trời người mấy người thấy ngủ với chú ơi biết mà, ví dụ như chú bây giờ mình lớn tuổi rồi nè, mình cũng biết mình giờ chú có gia đình chú biết chú sẽ ngủ về nó thiệt, chứ vợ đã còn họ cái đàn mình có nói làm đi chơi nó thiệt quá trời, ai cũng bức xúc quá ai chơi cũng thiệt. Cô nói là bà này phải ống giam vô trong đó mới được, 10 người trộm xóm rồi nha, không có ai mà nói mà bỏ, không có hết trơn rồi bỏ, mà rồi ai cũng thương hết trơn, nói đứa thích nó cũng khóc nữa. Còn cái ba này thì xứng mùi gì đâu mà có ghệ có rộng như chậu, ví dụ như bà có ghệ đi, ổng già rồi ổng ăn không đi được đi,
thôi bây giờ nó hỏi giờ tôi với ông ở tới đây hết tình hết nghĩa rồi đó, thôi giờ coi như mình phải dậy ly thân gì đó rồi mình sống cho ông bầu đi. Trời ơi cái này hả, tôi nói thiệt chứ cái ông bầu này ông cũng có trong này nữa nè, chứ không phải không có đâu, ông cũng dựng dây dựng trụi với không phải không có đâu. Ừ, ông nói ừ làm đi cho ông mình chú thù nè, ông bài nữa là ra mặt ảnh thôi nè, ông ai à, không có ai gần nó chồng nó bị bắt nhưng đang bắt sang cát ông dụ lẫn mau đó, nó thiệt cái bà này bà ngu chứ không phải bà khôn đâu. Bây giờ thí dụ bây giờ mình có bồ mà ông chồng mình ông cũng đâu có nói năng gì đâu, để có làm gì làm đi, thì ông cứ sáng tay chịu tỉnh thì ông cũng đi làm về ông đưa tiền cho mình thì thôi kệ ông đi, mắc cái gì chờ là chờ gian ác cái cỡ đó bà này, nó thiệt cái lòng dạ bà này ông một đứa thiệt chứ giữ lắm bà này độc ác lắm mẹ. Bà này nó thiệt đem bảo là thiệt đem đi câu cấu luôn đó chứ đừng nói thiệt cái thẻo thịt ra từ mảnh luôn nó bệnh tim nhà không có mà không có chiếu đồ ngủ đồng bài hơn thối đó không đi làm đâu đi làm không đi trời nó que nó chở nó chống gậy nó lết lết đi nó còn đi bán giấy số nó ăn được nó còn ông bà cái thay nó mặc như con trâu ở nhà nhà thì con bả nó đi làm về bả con cháu đội chỉ ngày một tháng bả nó gửi về cho bả 4-5 triệu làm gì ăn chớ dạ thiệt quá trời bức xúc luôn. Mà mình ví dụ như mấy chú mà cái ông đó đó ra cái chú đó gì đó nếu mà ông có về ăn là đăng lên cho đồng bào cho mà nhân dân ta biết chứ nha. Dạ người ta cũng xong đợi lắm đó, thiệt hôm nay tôi coi em có thấy tôi ứa ràng tại vì tôi không có biết gì giá đâu, tại vì giờ tôi mua mấy chú rồi chứ tôi không có biết gì vụ mà lên mạng lên mặt hết trơn dở lắm. Rồi vậy thôi chị coi thôi con cố gắng đi giúp chị hết giùm cháu nha. Coi như là con góp lại một người một tiếng nói đi rồi cũng gửi lời thăm gia đình con nghe chú. Dạ dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Nhà chú ở đâu lận? Dạ con ở miền Tây. Mà miền Tây mà ở đâu? Con ở miền Tây Sóc Trăng nhưng con làm việc ở thành phố. Miền Tây Sóc Trăng còn tôi cũng miền Tây nữa mà miền Tây Bạc Liêu. Dạ dạ vì cũng gần con cô thì ở quê cũng gần. Quê ở Bạc Liêu mà quê tôi thì ở thị trấn Gành Hào á. Dạ dạ. Còn tôi thì hiện giờ là sống ở Mỹ, New York City. Dạ. Thôi chị cảm ơn cũng giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn cô. Nghe nói bởi mùa dịch rồi dữ lắm nên chú ơi ráng cũng giữ gìn sức khỏe.